ណាបាទចាំយើងអង្គត្រីអោឈៀងទូសាបានទៀតគូនដល់កសັດយំនេះគឺដារចេះចេះដុតបែបថ្មអត់ដល់មកសៀងភ្លើងនេះហើយសម្រាប់អស់នេះវ៉ាអូភ្លើងទៅនៅទីមួយជាក្រានគេទៅនៅដល់នេះស្ដីបងប្អូនគ្នានេះស្រះត្រីទេសភាពស្អាតនេះអាងត្រីហ៎អានេះសម្រាប់គេដាក់ត្រីនេះនេះត្រីចូលតាមនេះគេដាក់កដងនេះអន្តែតដុំនេះសបូត្រីHello, ladies and gentlemen. This is my village in the Siem Reap city, Siem Reap town, Cambodia, Angkor Wat. នេះត្រីធ្វើឲ្យស្រាច់ទេប្រាត្រី
lưng lưng đặt trái lập nhưng prai của bạn rọt khăn như bông bồn chiêu chiêu màu Wow, so nice. I think maybe very yummy. เครียมสั้นไหนเราเครียมต้องทำแปรโอเคเครียมสั้นบ่มื้อตะ5อ่ะมื้อก่อนอังปูชรุยังไงก็อังปูชรุก็อ้าย
Okay, this is a natural place, palm. Wow, this is a face. Okay. Okay, now 9. Wow, very natural. This is cow. Found a small frog and a lot of sound of the insect. Brian. I'm not trying to tell you. And I'm here. La. I don't get that. That you drink bleed. Take bleed, man. I won't that day jump trap beer that look most of them. No. Plain, plain. But you don't hang out to me. Chăn tới bia trắc nó đạ. Nó bia trắc nó. Chăn nó nè. Đà ni ba. Ăn thịt tị, vì sẽ ăn lọ. Chừng. Lối nè.
Tasty, yummy. Okay. Okay, yummy. Ah, very good. Okay, now. Okay, now. Bye. Mà thơ hey hey wow anh ấy thứ hai nha con yêu tên prai đa nè cặp sợi mà so yummy very natural good air. Cut off well. The prey, don't it? They still young and time tip. Có, nắng ban nè. Ba giờ bây giờ. Dọc trình nè. Hey, mong bon. Try. Up.
ពេញហ្នឹងបងOkay, everybody, good luck. Please subscribe for more videos for the nature, Mucharoy, in Siem Reap, Cambodia. So, we are very glad, very nice. So fresh, cool air.You look this palm tree this is a palm you have a very good fresh air this is the bamboo okay so sure bye bye have a nice day thank you very muchHello everybody, this is a grilled fish at a natural place, fresh air, it is time to yummy, time to So we can share green tea, some green tea. Fresh air. So when we stress, we got stress. So we relax in the countryside.Okay, lấy. Mất ngay. Đi chơi một bánh thơ đi à?Đây một cái tối đi pin nhẹ mỏng. Chết.Một nhắm lưng đây à vừa nói là khơi cho bóng ra đây
Wow. This is fish. This starch ăn nó. Thế đang get the starch ăn. Tập bên này dùng trong thứ bên ngay của bạn đây. Đó. Này tôi chơi lâu rồi mà tôi biết cầm, mà có biết đang play cầm á. Này đang chơi cứ đăng phụ này cứ đăng đăng thằng lồng trọ. Chúng ta được play trọ đây rồi, tăng cứ ông lập ở nước bạn thầm chiết play. Nào nào. Phụ tới tới nhưng không tích tôi tới dùng thứ. Còn dù thụ trưởng bạn trầm là thơ khá thơ đôi chị bôn trọ bôn trông đấy nè bài trai đấy bài đôi chứ thơ chị đã bôn thần nô lại nằm bài đấy nè không biết ông cái lo cho nè nè thơ chỗ ấy kiểm soát cái thọt đầm phim chọc khôn bằng kẹo nè nếu chắc bị thọt mà mới khá chô mơ hả ấy nên tôi mới khả bà bao nhỏ mơn đó miễn đặt bộ không ai mơn tinh tinh chứ cũng bỏ tê nè thấy chưa ta chưa từ nãy từ nông môi trong ăn nghe tiếp đâu chứ tam pu ta biết cầm nè nè chứ thưa biết ô lo hay dùng miếng trong ăn nghe tiếp đó hay dùng chi dùng tiền ăn ăn mình chơi đạp thời thời lắm và cái chỉ là cái lo chứ nè cái tu tràn những bữa sau này dương ai lười gì khác ai thà cái đạm với ô dương ai dồn á dồn mà té việc sai lầm vì tôi dùng đài vì tôi dùng thở lo thế dùng mấy cái tàu đẹp mà vì tôi dùng như thầm thiệt cái tam pu rồi trăm lít tơ nó này nếm về dùng xong ta tập ăn châu rồi vì tôi tập vào Facebook Facebook của nó pro mai nữa bu cha đã thoát hay còn lá nó kinh là ôn nhóm trần trần tế thật ngoài bây giờ vừa lên thật vì chân cho đạo tật tràn nè thế à bây giờ lắm cái tiêm tiêu original rồi mọi người thử đang tận tông nè đã đào prey được kia nè nè đào prey được kia bơm côn sa nè cái đền đâu để dưới chùa tiểu học tại thảo và đang đào được nông nếp nào không và đang đào được prey nữa chị ta bỏ tới cho thăm chưa thăm tiền tắt ấy mình lại cho thăm lại nên mà bỏ xem ăn bây giờ chưa tạo ra này mùi tên này không có hộp gì là nghỉ chọn rừng lên mất tất á hay anh nuốt anh đang cá thế na anh chạy nhé nó không cá phân lưu đây rồi nó thằng gì tham lại cá này là cá ở thầm chi đấy thợ
តដល់ស្អាតទៅប៉ុន្តែបានកាលផ្សៃមកយើងដាក់ស្នូ2មកនៅព្រៃប៉ុន្តែបាននៅឈើប៉ុន្តែបានអត់អីនៅញឹកជាបានតើវើលអត់ដើរទេផលការទៅចូលវូទៅវាត្រាស់ណាទៅនោះចលវូជាងនឹងទៀតខាងទន្លេសាបទៅនោះបើទី1យើងត្រូវមានខ្យងហោងណាយើងមានខ្យងហោងយើងមានត្រីយើងមានអុយហើយនឹងម្ទេសដាក់ចូលទៅណាធ្វើហូបត្រូវហ្មងធ្វើជាអាវីដេអូខ្យងហោងខ្ញុំធ្វើមើលនោះល្អជីតូដល់ទៅវិញនោះជូគីតើពីទូដល់រកចောင်းណានឹងអាជូពីទូដល់រកចောင်းបានណាតែទៅអត់ដល់អាពីនឹងឲ្យពីជូនរកអារ៉នយើងអារ៉នតាអូទូអូទូតែមើលអារ៉នម្បាក់នេះតាមផ្លេតតែបាទយកត្រីមកទៀតបងអូននេះបងមើល face relax relax near my countryside this is palm this is a mango treeAnd palm tree. Wow. Theo video muốn một hay nửa tỷ. Bạn thấy bộ tết với ao dương vì chưa chặt ao dương to su chứ. Nè. Vì chưa chặt ao dương video đây luôn nói chịu kiếpជាជនក្រីក្រដូចនៅតំបន់អញ្ចឹងវាឲ្យយើងថាធ្វើវីដេអូឲ្យពួកវាមើលនៅក្រៅទេវាដែលឃើញហើយចាប់ទៅតតចាំទៅតតហងអើណាស់នៅឡើយវើនោះក៏បានដែរណាស់ណាស់វើកុំងន់ណាស់ណាហើយមានថៃមួយអីទៅធ្វើទីនោះគោកណាស់ព្រោះនៅនោះវាទៅទីមុងវាមានមុខស្រាច់នៅនោះអាចថាជាជឿណាចាំស្អីទៅមកបៃតាមកនោះទេនេះរកទៅមានពុះណាក្រោនអត់នៅក្នុងក្រោនកម្មកាន់បើមកទៅចឹងវិញទាំងហើយកាន់បើកាត់ផយណាមដឹងថាយើងអង្គុយណែបងត្រីស៊ីតបត្រីបងវ៉ាន់អស់ចាហេត្រីទៀតទេគឺតែណាអូនគេប៉ោគីគេអូគឺយកអសានេះណាតោះមកចាំគឺតាត្រៃនេះបានអាំងតិចតិចផងណាតាមចាស់ហើយបានចាស់វាណាស់អាបានចាស់ហើយបានត្រៃយកមកពីខាងនេះទាំងតែងណាអរគុណតែក្អែកត្រីគេរដ្ឋធម្មជាតិអាត្រីឆ្ដោខ្លាញ់បាត់បាត់វាខ្លាញ់តែបើទៅវានោះពួកនោះបក់បានណាតាម
ที่ไปเที่ยวเล่นดูซับอ่ะดูซับไม่เล่นดูซับอ่ะเชื่อเปิดเรียนมวยเรียนนอนยมรังมีไอ้เด็กมีมอดมอดได้ตามจองสายทำมือตีนะไปนั่นนะladies and gentlemen now goodbye please subscribe for more video okay bye bye see you next video bye bye